Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại đăng bán cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe. Đây gọi là xe Toyota Rush, một trong những cái mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, máy thoáng, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Anh chị em thân mến, thì Toyota Rush cũng như là Mitsubishi Xpander là hai cái mẫu xe Toyota 7 chỗ, phân khúc cỡ nhỏ và được đánh giá là giá thành hợp lý nhất trong tất cả những cái mẫu xe 7 chỗ. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, Xpander và Toyota Rush. Toyota Rush thì được đánh giá là hiện đại hơn cả bởi cái mâm xe thiết kế thể thao cũng như là cái kiểu dáng thiết kế nó rất là đẹp. Đây anh chị em có thể nhìn thấy đây, kiểu dáng thiết kế khá là đẹp các bạn nhé. Toyota Rush hệ thống đèn thì có thể hơn Xpander một chút, bởi vì hệ thống đèn của Toyota Rush là hệ thống đèn dạng đèn LED, còn Xpander chỉ được trang bị cái hệ thống đèn dạng đèn halogen mà thôi các bạn nhé. Halogen. Các bạn nhìn đây, mâm xe này, xe về toàn bộ 4 lốp theo xe vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Lốp dự phòng chưa hạ. Đấy, điều này thể hiện một điều gì, xe còn chạy rất ít các bạn ạ. Xe chạy rất ít và 4 lốp còn nguyên bản các bạn nhé. Đây anh chị em có thấy 4 lốp còn nguyên bản. Khi mà quý anh chị các bạn mua cái mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn là phải quan tâm nhiều yếu tố, xe bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay không, có bị tháo cổ máy hay chưa và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì đấy là những yếu tố rất là quan trọng mà quý anh chị các bạn nên quan tâm. Thì đây là những cái keo chỉ cũng có thể là một trong những minh chứng để có thể nói lên là xe có bị tai nạn hay không, bởi vì keo chỉ thì rất là nguyên bản. Thì nếu mà trong trường hợp mà nó bị đứt keo hoặc là bị mất keo rồi thì chắc chắn là xe nó bị va chạm vào khu vực dưới cửa hoặc là phía hông. Đấy các bạn nhìn nhé, rất đẹp. Ghế da còn rất mới, chất liệu ghế da rất mới các bạn nhé, chất liệu ghế còn rất mới. Xe là trang bị đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động, hộp số tự động 4 cấp, cân bằng điện tử đã được trang bị rồi các bạn nhé. Trần xe còn rất là mới các bạn nhìn này, đấy, cân bằng điện tử, đây, đấy, cân bằng điện tử đây, vô lăng lái này, vô lăng lái còn rất là mới các bạn nhé, rất là mới. Đấy, hộp số tự động 4 cấp các bạn nhé, đầu DVD, camera lùi được trang bị rồi. Đây các bạn nhìn này, engine start top, đề đổ thông minh. Được trang bị hết các bạn nhá. Đi xe đi 2.3. 2.3, đẹp hiếm có các bạn ạ. Xe đi 2.3 các bạn nhá. Đấy. Cũng một số anh chị em thì cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi toàn xe đẹp. Bởi vì thực ra mà nói thì xe đẹp thì đồng nghĩa với giá cao. Đấy. Xe đẹp đồng nghĩa với giá sẽ cao hơn so với thị trường. Đấy, các bạn có thể thấy nhiều lúc thì nhiều anh chị em cũng nói rằng là chúng tôi bán tại sao chào giá cao hơn. Tất nhiên là giá thì nó tùy cơ ứng biến và nó tùy theo thị trường thôi. Nhưng mà xe chúng tôi thì là những xe chuẩn chất lượng, nên là chúng tôi bao giờ cũng để cái giá cao, giá chào nó sẽ cao hơn một chút các bạn nhé. Đây động cơ, đây động cơ rất là mới đây. Anh chị em thân mến, thì xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá là chúng tôi đã chào bán với cái mức giá là 650 triệu. Giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu như anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 0984 925 000 hoặc số điện thoại 0939063333. Hỗ trợ trả góp lên đến 70%, chỉ cần 280 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.